Rồi em xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng anh em đến với kênh chăm sóc nước thắng anh em. Em lên tiếp cho anh em hai con cua ta. Một con là EG40-1 và con bên đây là EG55. EG55 thì EG55 chuỗi. Còn con bên đây là con EG40. Ngoại hình thì máy nó gì đây. Cái này mới vừa làm xong anh em. EG40. Ngoại hình thì nó hơi bị lem luốc tí xíu rồi nè. Chừng hơi bãi dưới đây tụi em xịt nè. Anh em nhìn thấy nè. Xịt vèo 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 cái là xong rồi lên sóng cho anh em mình luôn. Chứ cũng không có kỹ, nói chung là không có kỹ gì cái vẻ bề ngoài á. Cái nồi lao chắc lao dơ thêm quá. Con về gì? Con chơi giờ không có chơi ta dễ tiền quá thôi ở trong nó vàng lên nè quá chơi em không à. Rồi 40-1 ở trong tụi em cũng chưa rửa luôn, ở trong nó vậy đó, tụi em chỉ làm sơ sơ xịt cái là lên sóng cho anh em mình, chủ yếu là cái máy nó chạy ngon hay không ngon thôi nghe nè. Con này thì nói chung ngoại hình nó cũng hơi xấu nè. Ồ, cái lốc nó đẹp anh em ơi. Cái này là 331cc. Còn số CV nó là 009. 009 633 683 nha mày. 009 683. Cái bánh chớm thì nó hơi xét nè, nó dốc nước sơn. Anh em coi em đang quay nó dọn ra bàn gì anh em nhắn chưa nổi không? Sao em chưa nổi anh em? Em cầm lòng cũng hết đậu rồi. Anh em nào chốt với em kiếm tiền em hùng ngồi vô coi. Ngoại hình thì nó gì nè anh em? Mặt trước hay gì nè, khách chốt rồi. Rồi ngoại hình đó thì nó gì nè, mặt trước nè. Cái tay khóa dầu này bẻ hướng này phải không Phụng? Để xuống hả? Đủ ít. Để xuống nó cứ ngắt. Trời ơi, anh em thông cảm đừng cười em nha. Bây giờ tay khóa dầu bẻ hướng nào em còn gành nữa đó. Vậy mà bán hồi đó giờ không biết nhiêu máy gì mà cũng bán được đó anh em ơi. Nói anh em đừng cười nha. Tại vì nói chung là thợ em làm nhiều hơn em. Em chỉ phụ họa thôi nhưng mà em nghe tiếng máy thì em biết. Chất nước này thì nó không còn nước xanh. Chất nước này thợ em chăm vô nếu mà test thử cái kết nè. Rồi máy thì em bao ghim cho anh em mình nè. Máy em không có bung rải gì bên trong, chỉ có phía bên đây là nhìn anh em nhìn nước mưa rồi nhìn nó xấu. Rồi nhờ con test hàng cho bà con cô bác mình ha. Cái này em cũng thật sự anh em nào biết cái lồng nó bao nhiêu ly thì nhờ anh em chỉ bình luận bên dưới giùm em ha. Anh em để lại bình luận chứ thật sự là em cũng không biết nó bao nhiêu ly nữa. Hôm qua thì có khách chỉ em là EG30 là bê tông 75 ly, con này EG40 bê tông nhiêu ly em cũng không biết luôn. Máy này anh em chịu khó mua chai nước sơn bạc và anh em sơn thêm nữa nha. Sơn thêm phía bên nắp thì lắp à. Cái máy thì nó chạy rất là ngon nha nè. Chưa có ra khấu đi. Đủ cô bác ông bà ở đây lúc trước đi rồi. Nổ quá chị em luôn anh em. Nói chung là nổ rất là ngon. Nè anh em
mua vừa đun nước một cái hoặc là kéo nén vừa tốt á, kéo nón nén cái chắc cỡ khoảng 3 người được, 2 người mấy lần rồi. Lần vua ta được có một cái nó sao dầu nữa. Hơi chi đạn nha, hơi chi đạn gió. Tôi đang đâm đưa, đúng rồi, tôi đang đâm đưa anh em. Tôi đang đâm đưa cái đất cái rồi. Nó kêu đạn đang đưa quá trời. Con lấy cây chìa khóa con nới con ốc này vô cho nó nóng. Kêu đang đưa tại vì thằng đó mới thay rồi mà. À rồi em xin tính chính lên nha. Em quên đó, hồi nãy là thợ em có thay đạn gió nghe nè. Cái con mở con mới ngóc này nè. À, con nói ra xác định có phải thằng quỷ này không? Đặng cho cái gì cho nó rõ ràng anh em ơi, để về cái nó kêu chỗ nào đặng em biết đường xử lý. Chắc cây 13 con này. 14 hay 17 á. Vì nhất nó không có 13 thì 14. Anh em thì chỉ nhìn được thôi, chứ không có lời gần. Rồi em muốn cho cái nào đó cho nó chính xác anh em. Để nói người kêu đạn gió mà về không đúng, không phải là cái đạn gió thì nó kỳ lắm. Cái nào cho nó chắc ăn cái đó, em muốn cho nó rõ ràng cho chút ha. Em nghe là đạn đang đưa này nó kêu nè. Đẩy gì rồi là con quay lại cái thử nó còn kêu nè. Cái này dắt cái dựng nó còn quay được rồi thôi. Ừ, nó vẫn còn kéo được, kéo được nó vẫn còn kêu. Ừ, nó cọ chưa chưa con trai chưa chưa chưa. Cái này bị nó, em làm dùng dây câu roi thì nó kéo cái này không được, nó bị vũ không được. Cái này vậy là nó kêu cái này, mà nếu mở cái này thì mất, nó mở 3 con lấy súng được không? Súng đầu 10. Rồi đúng rồi, súng đầu 10 cho nó chắc ăn cái này. Anh em chưa khó đợi giùm em tí xíu, mà em muốn cho nó rõ ràng cho này tí xíu. Bị cái này nếu mà không mở hai cái nắp này ra thì không lấy cọng dây cua go gió ra được. Con gọi về cho mẹ con đi chuyển rồi, súng mấy anh em trong rồi. Cái này thì nó nguyên zin nha anh em. Em bao zin anh em là nguyên si. Em không có đụng chạm gì trong, có hồi nãy là nó kêu đăng gió. Này con mở hai này ra. Cứ mở hai này con mới lấy cái gì cua ra được. Đúng rồi. Con cứ thoải mái từ từ, không cần gấp rút gì chứ. Cái này mình thực tế cho anh em thôi, chứ không có gì mà phải áp lực cái gì. À, mở cái hang này ra luôn. Bốn cái. 13, à, bắt chỉ con nè. Bắt chỉ con nè. Đây đây. Rồi trên nhận gái vô kìa. Tí xíu anh gọi lại bên này. Người qua chân mình hàng có thấy tính bình 69.
69, còn của Nhật thì 73, Trung Quốc mới thì 35. Rồi con mời nè, này chơi hết mình với anh em mình luôn anh em. Bây giờ nó 69. Rõ ràng nó chưa đang gió thiệt anh em. Chưa đặng đang đưa chứ không phải chưa đặng gió, vô quỷ này nè. Bây giờ nó rõ vấn đề để như không ấy nghĩ chưa luôn anh em thấy không? Em ru và ngủ luôn. Thì anh em nói chung là tin tưởng em thì mua trên đây, nhưng mà chứ hình bóng mà kêu không biết kêu vô nào thì theo tâm lý của em cũng lo. Tại em mở ra vậy nó hơi mất thời gian tí xíu, nhưng cho nó chắc ăn lên em cũng muốn làm rõ là cho cái máy là nó biết nó kêu chỗ nào. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái Kubota EG40-1 này em bán cho anh em là 5.3 triệu. 5.3 triệu. Còn phí ship của máy này thì em tính anh em là 380 nghìn anh em. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản. Con gọi con Năm là con đi qua nhà con Năm chơi. Ừ, chút xíu cho gọi. Rồi anh em nào làm được cái máy này thì alo cho em nha. Rồi, tại vì cái thời lượng quá dài em xin kết thúc video tại đây anh em. Chào tạm biệt anh em.